xem ra có vẻ nó không có liên hệ thánh kinh tí nào. Nhưng mà nếu mà tôi không giải đáp thì sợ lại thắc mắc là không biết cha có đọc hay không. Nó không có liên hệ với thánh kinh là bởi vì người gửi thắc mắc viết như thế này: dựa vào luật hồng thủy. Tôi cũng không hiểu luật hồng thủy ở đây nó liên quan làm sao. Nếu một cô gái mà lỡ yêu một linh mục thì có tội không? Mà nếu có tội thì phải như thế nào? Cha chỉ dẫn cho: chỉ có phía người nữ đó yêu, nhưng chỉ cầu nguyện cho linh mục khỏe mạnh và hoàn thành sứ mệnh của Chúa giao phó cho thôi, thì có tội không? À, chuyện nó khá là tế nhị. Tôi nghĩ thế này. Thực sự ra thì có ai cấm ai được? Có ai cấm ai được đâu. Mà chuyện đó là chuyện của tâm hồn mà. Nó là chuyện của trái tim thì có ai cấm ai được đâu. Có điều là chúng ta sống không chỉ với trái tim mà Chúa còn ban cho mình có lý trí nữa. Và vì thế mình nhận biết đâu là những giới hạn mà mình phải trân trọng, đúng không? Chẳng hạn như là một người đàn ông đã có gia đình rồi, đấy là một giới hạn. Linh mục cũng vậy thôi. Ta không có gia đình riêng nhưng mà người ta đã tự nguyện hiến cuộc đời của mình cho Chúa, cho hội thánh, cho nước trời. Đấy là một cái giới hạn mà mình phải trân trọng. Thế cho nên nếu bảo rằng là mình có tình cảm với một linh mục nào đấy mà chỉ có ăn chay cầu nguyện để xin cho Ngài sống đạo đức tốt lành, làm việc Chúa cho tốt thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái điều đáng ngại nó là cái chỗ này. Mình đâu phải là thiên thần đâu. Chúng ta không phải là thiên thần. Chúng ta là con người Chúa ban cho có hồn, có xác, là một tinh thần nhưng lại là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Và vì thế đó, nếu mà mình không cẩn trọng thì cái ranh giới đó nó rất dễ bị vi phạm. Rất dễ bị vi phạm. Có một linh mục mà trước khi làm linh mục đã là một nhà phân tâm học. Ông phân biệt hai điều này. Mà ở đây bắt buộc tôi đành phải viết bằng tiếng Pháp. Các anh chị thông cảm. Nó rất là tinh tế. Ông phân biệt cái gọi là relation sexuelle và relation sexuelle. Cái mà gọi là relation sexuelle có nghĩa là cái quan hệ tình dục. Đấy. Còn cái relation sexuelle này là quan hệ giới tính. Thế thì ông phân biệt rằng một linh mục đó, không có ai cấm linh mục có cái quan hệ với một người phụ nữ, một quan hệ lành mạnh, con người với con người, chưa kể là nhìn nơi đó hình ảnh của con cái Chúa. Nhưng mà sexual thì không được. Bởi vì linh mục đã có lời khấn độc thân. Dứt khoát là như thế. Cái sự phân biệt này rất tốt trên bình diện ý thức. Nhưng trong thực tế đó thì cái ranh giới vô cùng mập mờ. Vô cùng mập mờ. Bởi vì chúng ta không phải là thiên thần mà là con người. Cho nên tốt hơn hết là phải biết giữ cái giới hạn. Linh mục tự giữ và các anh chị giữ dùm. Ê, không biết là tôi chia sẻ, tôi giải thích như thế thì lớp có bằng lòng hay không, nhưng mà đấy là ý kiến của tôi. Thế tuần tới nhé,
Tuần tới ta đọc sách Sáng Thế ở chương nào? Chúng ta nhất trí với nhau là tuần tới ta sẽ đọc và chia sẻ sách Sáng Thế từ chương 25 câu 19 cho đến chương 36. Thôi xin mời. Một thắc mắc khác. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, thế những người đi tu thì có làm trái luật Chúa không? Mẹ con cứ bảo con đi tu hoài, nhưng ngay từ đầu Chúa dựng nên đâu có muốn con người đi tu, vì đi tu là diệt chủng. Hay quá, cái này phải vỗ tay đi chứ con. Cái này thì ở trong cả cái lớp này chỉ có mỗi tôi là phạm tội nặng. Cái thứ nhất á, mẹ con cứ bảo con đi tu hoài. Tôi không biết là người mẹ này làm cách nào, nhưng nếu là ép buộc thì không bao giờ nên. Không bao giờ nên ép buộc con đi tu. Nhưng mà chúng ta nên khuyến khích thôi, gợi ý thôi. Chứ ép buộc là dứt khoát không. Chuyện này nó chưa vào câu hỏi, nhưng mà nhân đây thì tôi nói. Thế còn bây giờ muốn vào câu hỏi thì tôi đề nghị là chúng ta phải xem Chúa Giêsu nói thế nào. Thế ở trong Tin Mừng Matthew ở chương 19 á. Chương 19 là chương mà Chúa Giêsu nói về vấn đề không có được phép ly dị. Và Chúa Giêsu kết luận thế này: tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, còn ai rẫy vợ mà cưới vợ khác á, là phạm tội ngoại tình. Thế thì lúc bây giờ các môn đệ Chúa Giêsu mới phản ứng làm sao? Các môn đệ thưa Ngài, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Tức là Chúa Giêsu đưa ra một cái đòi hỏi nó khắt khe lắm so với lại luật Mô-xê ngày xưa. Luật Mô-xê ngày xưa đó là cho phép rằng khi người đàn ông mà thấy người vợ có một điều gì nó chướng tai gai mắt thì trao cho vợ một tờ giấy ly thư, ly hôn. Để rồi anh đi đường anh, em đi đường em. Khó nhất là ở trong cái câu chướng tai gai mắt đó. Nó là cái gì? Thế thì có hai trường phái. Một trường phái người ta cắt nghĩa rằng cái điều chướng tai gai mắt đó là khi mà vợ phạm tội ngoại tình thì lúc bây giờ được phép ly dị. Có một trường phái thứ hai rộng hơn nhiều, cắt nghĩa là chướng tai gai mắt đó là chẳng hạn khi vợ nó hỗn với lại bố mẹ chồng, rồi trò dè luôn. Đấy. Như vậy cũng còn khá. Đi ra ngoài đường mà thấy nó đứng nó nói chuyện với cái thằng con trai nào khác, thôi cho nghỉ luôn. Cũng còn được. Về nhà nấu cơm khê, thôi cho dẹp luôn. Cái này là nguy rồi. Phải đến cái chỗ mà người ta giải thích á, là bao giờ thấy vợ nó không còn đẹp thì thôi cho nghỉ luôn. Đấy, luật Mô-xê ngày xưa. Cho nên không lạ gì là các ông ấy nhiều bà. Còn Chúa Giêsu bây giờ Ngài nói dứt khoát như vậy. Cho nên các môn đệ mới phản ứng rằng: Chúa tôi, nếu mà làm chồng mà như vậy thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Thế thì nhân cái chuyện các ông ấy nói là thà đừng lấy vợ còn hơn, Chúa Giêsu nói là sao? Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoãn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Như vậy là đời sống độc thân có thể là phát sinh từ ba lý do. Thứ nhất là không có khả năng kết hôn. Nhưng mà những anh, những chị nào mà không có khả năng kết hôn thì người ta không cho đi tu đâu. Mà trong giáo hội Công giáo không ai ta nhận.
phải là một con người bình thường, có khả năng lập một gia đình như bao nhiêu người. Và thứ hai đó là hoạn quan thì cái chuyện đó là không có ở trong hội thánh công giáo. Chỉ có ở trong các triều đình vua chúa Trung Hoa với lại Việt Nam. Lý do thứ ba là tự nguyện sống độc thân vì nước trời. Đấy. Có nghĩa là những người này có khả năng kết hôn và không hề có ý tưởng khinh chê đời sống hôn nhân. Có khi họ cũng có người yêu trước khi họ đi tu chăng? Nhưng mà cuối cùng thì họ quyết định sống độc thân là vì nước trời. Tức là họ sống độc thân không vì ích kỷ bản thân, mà là để có thể dành cuộc đời mình, dành chọn con người của mình, hiến dâng cho việc phụng sự Thiên Chúa, cho việc phục vụ tha nhân, cho việc xây dựng nước trời. Đấy, cái ý nghĩa của đời tu nó nằm ở chỗ này, chứ không phải là diệt chủng đâu. Bạn đừng có lo, không phải lo lắng gì về cái chuyện đó, và cũng không có hề đi ngược lại với thánh ý Thiên Chúa. Bởi lẽ Chúa Giêsu Thiên Chúa xuống thế làm người chính là người đã chọn đời sống độc thân, và người hiến toàn bộ cuộc đời của người cho việc rao giảng tin mừng nước trời. Cho nên cái câu thánh kinh mà nói là đàn ông ở một mình không tốt rồi thì có một vài thắc mắc thì tôi xin giải thích luôn như thế. Thưa các anh chị, thế tuần vừa rồi tôi đi vắng về đến nhà thì thấy quá trời là thắc mắc này, nhiều lắm. Thế cho nên xin dành toàn thời gian buổi tối hôm nay để chia sẻ với các anh chị về những thắc mắc các anh chị đã gửi tới. Những thắc mắc này rất tốt. Tốt là bởi vì nhiều khi tôi là người giảng bài, có thể tôi đứng từ quan điểm của cá nhân tôi nghĩ là phải trình bày cho các anh chị điều này, điều kia. Nhưng khi các anh chị thắc mắc đó, là các anh chị đứng từ phía của người nghe và của người học, nêu ra những vấn đề mà mình cảm thấy là mình chưa có được giải đáp thỏa đáng. Thành thử ra những thắc mắc như thế là rất tốt. Có dịp để cho tôi trình bày vấn đề nó rõ hơn. Thành thử ra xin cảm ơn những người gửi thắc mắc. Và cũng có ý nói là các anh chị đừng có ngần ngại gì khi mà mình có bất cứ một thắc mắc nào liên quan đến giáo lý, ta có thể nêu lên, tôi giúp được điều gì rất là sẵn sàng để trả lời. Thế thì có khá nhiều thắc mắc nó liên quan đến sách Sáng Thế từ chương 1 đến chương 11. Ví dụ như là, chúng con không hiểu sao Chúa nhận lễ vật của Abel mà lại từ chối của lễ của Cain để anh em phải giết nhau. Điều này làm chúng con liên tưởng đến chuyện con thương con ghét ở đời này, cha mẹ không công bằng. Thế là Chúa không có công bằng. Trong cuốn Thánh Kinh 100 tuần thì chúng con đọc được rằng bởi vì Abel dâng lên Chúa hoa quả đầu mùa, còn Cain chỉ dâng lên Chúa những gì còn sót lại vào cuối mùa. Nhưng chúng con không tin rằng Chúa lại phán xét qua những lễ vật đời thường như vậy. Xin cha giải thích thêm. Rồi cũng tương tự như vậy, một anh chị em khác gửi thắc mắc là ở trong đoạn Sáng Thế 4:11-16, sau khi Cain phạm tội giết Abel là em mình thì Chúa không phạt Cain phải chết và còn bảo vệ Cain bằng cách ghi dấu lên Cain để không ai có thể giết Cain. Vậy thưa cha, điều này thì Chúa muốn dạy gì và nhắc nhớ điều gì? Có phải Chúa muốn ghi dấu để nhắc nhớ tội lỗi Cain đã phạm và Cain phải chịu ray rứt lương tâm cả đời không?
Vì Kinh Thánh miêu tả Ca-in phải sống lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Thì cha đó có phải là giá phải trả cho tội lỗi không? Vì Ca-in phải sống như thể sống không bằng chết. Sao Chúa không ban cho Ca-in một cái chết nhẹ nhàng hơn là bắt sống trong hối hận như thế? Thắc mắc không dễ trả lời. Tôi lại không phải là Chúa mới chết đi. Rồi cũng tương tự như vậy, một anh chị em khác nói rằng tại sao lễ vật của Ca-in dâng lên thì Đức Chúa không hài lòng cho bằng lễ vật của A-ben. Và tương tự như vậy, một thắc mắc khác, tại sao có sự giữ cái ác, cái xấu, những gì đối nghịch với Thiên Chúa là chân thiện mỹ? Ngay từ đầu Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt lành, Chúa thấy mọi sự đều tốt, thế thì cái xấu nó ở đâu mà ra? Con rắn nó ở đâu mà ra? Khó lắm. Rồi tiếp theo một anh chị em khác này, ở sách Sáng Thế chương 4 câu 1 có cái câu là ông Ca-in ăn ở với vợ. Thưa cha, con hiểu là vào lúc bấy giờ ở trên trái đất chỉ mới có gia đình ông Adam và bà Eva. Vậy thì vợ của ông Ca-in là con nhà ai? Có phải Chúa lại lấy từ sườn của ông Ca-in để tạo dựng ra một người đàn bà nữa không? Đấy. Những thắc mắc ở trong Sáng Thế từ chương 1 cho đến chương 11 khá nhiều. Thế thì để giải đáp cho những thắc mắc này, trước hết tôi xin các anh chị nhớ lại dùm một vài điều mà tôi đã nói, có thể coi đây là một vài nguyên tắc căn bản để giúp cho chúng ta có thể giải đáp được những thắc mắc này. Cái điểm đầu tiên á, tôi đã nói với các anh chị là 11 chương đầu của sách Sáng Thế bàn về những vấn đề vượt trên thời gian. Ví dụ như là nguồn gốc của loài người. Lúc bấy giờ đã có ai có mặt trên trái đất này để mô tả cho nó rõ ràng là Chúa tạo dựng người ta làm sao? Nó vượt trên thời gian. Chính vì thế, chúng ta không nên đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế bằng cái nhìn lịch sử như ta vẫn hiểu ngày hôm nay. Tôi đã nói với các anh chị, cái nhìn lịch sử như mình hiểu ngày hôm nay, chẳng hạn như là ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc 10 giờ sáng xảy ra biến cố này, biến cố này. Phải không? Thế là cái cách mình thường hiểu về lịch sử ngày hôm nay. Thế nếu mình lấy cái nhìn lịch sử như thế để ta đọc sách Sáng Thế, và ta cũng nghĩ y chang như thế, vào ngày đó, giờ đó, Chúa lấy đất, nắn hình người, thổi hơi vào lỗ mũi, thành ông A Dòng. Nếu mình hiểu như thế thì khá là nguy hiểm. Những vấn đề vượt trên thời gian. Mình đừng có vin vào những chi tiết lịch sử đó, mà điều quan trọng là làm sao? Điều quan trọng là ta phải tìm ra ý nghĩa tôn giáo. Ý nghĩa tôn giáo mà tác giả muốn trình bày qua câu chuyện đó, qua trình thuật đó. Chứ đừng vin vào những chi tiết về lịch sử. Đây là tôi nói đến 11 chương đầu của sách Sáng Thế. Rồi một điểm nữa tôi đã từng nói với các anh chị, là từ trước đến nay ta cứ tưởng tượng rằng chỉ có một tác giả viết từ đầu cho đến cuối cuốn sách Sáng Thế, đúng không?
Nhưng khi ta học Thánh Kinh, ta nghiên cứu Thánh Kinh, thì thấy không phải là một tác giả mà có tới mấy nguồn văn? 4 nguồn văn cơ mà. Ngay ở trong 2 chương đầu của sách Sáng Thế nói về công trình tạo dựng thì đã thấy 2 nguồn văn khác nhau, và tôi đã chỉ cho các anh chị rồi, nhớ không? Có tới 4 nguồn văn đan xen vào nhau để viết bộ Thánh Kinh. Chính vì thế mà nó có đoạn này như thế này, phần sau xem ra lại hơi khác, bởi vì những nguồn văn nó đan xen, nó chen lẫn vào nhau. Mình đã tìm hiểu điều đó rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi, coi như là một vài cơ sở căn bản, để rồi từ đó có thể giải thích cho các anh chị một phần những thắc mắc mà ta thấy đã nêu lên. Chẳng hạn như vấn đề Cain giết Abel. Tại làm sao mà Chúa nhận lễ vật của Abel mà Chúa lại không nhận lễ vật của Cain? Lúc nãy có một anh chị gửi thắc mắc nói rằng là bởi vì, không phải là anh chị đó nói, nhưng mà là cách giải thích á, cho rằng là Abel đã dâng lên Chúa của lễ đầu mùa, còn Cain thì dâng cho Chúa cái gì mà còn sót lại, cho nên Chúa không vui lòng. Đấy là một cách giải thích. Nhưng mà trong Thánh Kinh có chỗ nào nói đến cái chuyện đó không? Có. Mở thử đoạn 4 câu 4 xem nói làm sao. Đoạn 4 câu 4 thì chỉ nói là Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Và chúng ta không hiểu được lý do tại làm sao Chúa lại nhận lễ vật của Abel mà Chúa không nhận lễ vật của Cain. Rất có thể ở đây muốn nhấn mạnh đến sự chọn lựa hoàn toàn tự do của Thiên Chúa. Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì của chúng ta cả. Cho nên ở những chương sau chẳng hạn, các anh chị đọc sách Sáng Thế thì lại thấy hai anh em Jacob và Esau. Ai là con cả? Esau chứ. Nhưng mà cuối cùng thì ai là người nối nghiệp của cha? Là Jacob. Sự chọn lựa của Thiên Chúa hoàn toàn tự do. Ngài không tùy thuộc vào khả năng của con người. Ngài không tùy thuộc vào bất cứ điều kiện nào của con người. Có thể là người ta nhấn mạnh như vậy. Đây là tôi nói có thể thôi. Trong thực tế, các nhà chú giải Kinh Thánh ngày nay đưa ra một vài giả thuyết để cắt nghĩa cái sự kiện này. Giả thuyết thứ nhất cho rằng có sự đấu tranh giữa 2 lối sống, nông nghiệp và du mục. Ai đại diện cho nông nghiệp? Đọc ở trong Thánh Kinh này này. Cain. Ai đại diện cho du mục? Abel. Có sự tranh chấp giữa 2 lối sống. Một bên là lối sống du mục quen thuộc, và một bên là lối sống nông nghiệp. Và cái câu chuyện này diễn tả cái sự tranh chấp giữa 2 lối sống đó. Đây là một giả thuyết. Một giả thuyết thứ hai người ta cũng đưa ra, đó là câu chuyện này nhằm giải thích nguồn gốc của một dân ở trong phiên âm của tiếng Anh. Họ viết là Kenites. Cái dân tộc này là một dân nó sống tách rời những dân khác. Và có một điều rất lạ là trên trán của họ đó đều khắc những cái
hình xăm đó, nhưng mà không có xăm ở trên tay mà là xăm ở trên trán. Và một số nhà chú giải nghĩ rằng câu chuyện này với hình ảnh là Ca-in được Chúa ghi dấu, được Chúa ghi dấu, thì câu chuyện này là cách diễn tả nguồn gốc của cái dân Kinai. Những câu chuyện và những truyền thuyết như thế có thể được tác giả Thánh Kinh vận dụng. Nhưng điều quan trọng tôi nghĩ đó là cái ý hướng của câu chuyện này nằm ở trong toàn bộ văn mạch của những chương đầu sách Sáng Thế, là muốn nói điều này, muốn nói những cái ý nghĩa tôn giáo, tức là sự xấu đã xâm nhập vào trong thế giới, tội lỗi đã xâm nhập vào trong tâm hồn con người, và lòng con người ta càng ngày càng nghiêng chiều về điều ác, giận dữ, đố kỵ, ghen ghét. Nếu ta đọc ở trong chương 4 đó, thì các anh chị sẽ bắt gặp cái câu mà Chúa nói với Ca-in thế này: tại sao ngươi giận dữ? Nếu ngươi hành động tốt thì có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Con người phải chế ngự tội lỗi. Cho nên tôi nghĩ rằng ở trong toàn bộ văn mạch của 11 chương đầu sách Sáng Thế, thì cái ý hướng chính của câu chuyện này là cho mình thấy hậu quả của tội lỗi. Cái ác đó, cái xấu đó đã thâm nhập trần gian và thâm nhập trái tim con người. Điều chính là ở đó, chứ không phải là ở cái chuyện là tại sao mà Chúa nhận lễ vật người này mà không nhận lễ vật người kia. Tiếp theo là như chúng ta đã nghe, một thắc mắc nữa liên quan đến Ca-in là ông ấy lấy vợ, thì bà này ở đâu mà ra? Bây giờ các anh chị làm ơn mở dùm tôi sách Sáng Thế ra coi. Ở chương 4 á, câu chuyện Ca-in, chương 4 câu 14, bắt đầu từ câu 13 là câu trả lời của Ca-in thưa với Chúa: hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Rồi câu 14 thì ông ấy nói tiếp làm sao: đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạc trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Như vậy lúc bây giờ trên trái đất đó là chỉ có mỗi Ca-in với A-ben hay là có nhiều người? Có nhiều chứ, cho nên lấy vợ cũng đâu khó đâu. Có nhiều người rồi. Chứ không phải lúc bây giờ chỉ có mỗi Ca-in đâu. Câu 14 này. Nhưng mà tôi biết các anh chị gặp khó khăn là vì thế này, mở lại cũng ở chương 4 nhưng mà câu 1 đó: con người ăn ở với Eva vợ mình, bà thụ thai và sinh ra Ca-in. Bà nói: nhờ Đức Chúa tôi đã được một người. Cái khó của chúng ta là chỗ đó, là ta tưởng tượng theo đúng cái nhìn lịch sử như bây giờ vậy, là Adam, Eva này, xong rồi sinh ra Ca-in và A-ben, không thể nói sinh ra đứa con gái nào. Bây giờ lấy đâu ra mà có vợ? Lấy cái khó của mình là chỗ đấy. Là mình cứ khư khư mình giữ cái nhìn lịch sử như ngày hôm nay vậy, để mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế. Đang khi đó ở câu 14 thì cho thấy là đã có nhiều dân tộc rồi. Thành thử ra tôi mới muốn nhấn mạnh là ta phải đi tìm cái ý nghĩa tôn giáo ở bên trong. Đi tìm cái ý nghĩa tôn giáo,
chứ đừng bám vào một vài chi tiết lịch sử. Ở trong 11 chương đầu của sách Sáng Thế, mình sẽ bế tắc. Tác giả Thánh Kinh không có bận tâm về những băn khoăn và thắc mắc của chúng ta, tương tự như vậy ngày hôm nay. Nhưng mà tác giả Thánh Kinh chỉ mượn những câu chuyện để đưa vào một ý nghĩa tôn giáo mà nhiều khi mình lại không quan tâm. Rồi tiếp một thắc mắc khác: sự ác ở đâu mà ra? Chúa dựng mọi sự tốt lành, thế thì sự ác ở đâu mà ra? Nếu mà trả lời con rắn đó, thì người viết thắc mắc lại bảo con rắn ở đâu mà ra? Ở đây có hai điểm tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất đó, là một cái nhìn nó mang tính tiến hóa về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đây không phải là quan điểm của riêng tôi, mà là quan điểm của giáo hội công giáo ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc sách giáo lý hội thánh công giáo thì cũng thấy trình bày cái nhìn như thế này. Có nghĩa là Chúa không tạo dựng mọi sự ở mức độ toàn hảo ngay từ đầu, nhưng Chúa tạo dựng thế giới này ở trong một tiến trình để mỗi một ngày nó tiến đến sự toàn hảo. Nó đang ở trong cái tiến trình đi tới sự hoàn hảo. Và chính vì thế mà Chúa mời gọi con người chúng ta cộng tác với Chúa để làm cho thế giới này mỗi một ngày trở nên tốt đẹp hơn. Mình được cộng tác với Đấng sáng tạo để xây dựng cái thế giới này mỗi một ngày một tốt đẹp hơn. Một cái nhìn nó mang tính tiến hóa. Và điểm thứ hai, xin đừng quên là Thiên Chúa tạo dựng con người, thì một trong những phẩm chất cao quý nhất của con người là tự do. Tự do có nghĩa là tôi có quyền chọn lựa, chọn lựa điều tôi cho là tốt, điều tôi cho là đúng. Tôi có quyền tự do chọn lựa. Nếu mà chúng ta không có tự do thì đâu còn là con người nữa. Mình có tự do chọn lựa thì mình mới là con người. Nhưng mà đồng thời khi ta có quyền tự do chọn lựa thì nó sẽ có một nguy hiểm là mình có thể chọn điều tốt mà cũng có thể chọn điều xấu. Kinh nghiệm bản thân cho mình thấy rõ như vậy. Và trong thực tế thì con người nguyên tổ đã chọn điều xấu thay vì điều tốt, đã chọn lời dụ dỗ của con rắn biểu tượng cho cái ác đó thay vì chọn lời của Thiên Chúa. Thế nếu mà chúng ta nắm hai điểm này thì mình sẽ thấy là câu hỏi vào sự ác ở đâu mà ra có thể trả lời được thôi. Là bởi vì mình có tự do mà. Và mình nhân danh tự do của mình để mình chọn lựa điều xấu. Nếu các anh chị hỏi tôi rằng nếu thế thì Thưa Chúa đừng ban tự do nữa, cứ cho mình sống ở trong thiên đàng thế là tốt rồi. Nhưng nếu vậy thì không biết mình có phải là con người theo hình ảnh của Chúa nữa không? Thấy không? Mình có còn là hình ảnh của Thiên Chúa nữa không khi mà mình không có tự do, mình chỉ hành động theo bản năng thôi? Xin lỗi thì mình có hơn gì các loài vật khác không? Cho nên một đằng Chúa ban cho mình phẩm chất rất cao quý là tự do. Và một đằng khác cái mối nguy hiểm là ta đã nhân danh tự do để chọn lựa những gì ở ngoài thánh ý Thiên Chúa, mà mình cứ tưởng là tốt, nhưng hóa ra nó dẫn đến kết quả hết sức là bi thảm. Đấy là một số thắc mắc nó liên quan đến 11 chương đầu của sách Sáng Thế. Ngoài ra đó,
các anh chị còn gửi tôi những thắc mắc khác nữa cơ. Có lẽ là ở trong phần mà các anh chị đọc khi tôi đi vắng, đặc biệt là liên quan đến cái chuyện loạn luân của ông Lót. Nhiều người thắc mắc lắm. Thưa cha, con có thắc mắc về câu chuyện của ông Lót. Hai đứa con gái ông Lót khi ăn ở với ông, có phải là hai đứa con Thiên Chúa ban cho ông vì ông đã đối xử tốt với sứ thần Chúa, hay là lúc bấy giờ chưa có luật về sự loạn luân, hay vì đó là hai dân đố kỵ với dân Israel nên những thánh sử Do Thái viết về nguồn gốc của hai dân một cách không trong sạch? Rồi đồng thời thêm một câu hỏi nữa là cái hội thánh và giáo hội thì có điểm gì giống nhau với lại khác nhau, hay chỉ là một? Và nhiều câu hỏi tương tự. Ở cuối đoạn 19 câu 31 đến 37 con bị sốc lắm. Nếu như người ngoài công giáo họ hỏi thì phải trả lời ra làm sao? Bởi vì hai cô con gái ông Lót đều ở với cha ruột, theo thời bây giờ là loạn luân. Thì rõ là loạn luân rồi, nhưng mà bây giờ giải thích làm sao? Rồi cũng một thắc mắc tương tự, nguồn gốc của người Moab và người Ammon, hai cô con gái đã ở với cha mình là ông Lót, như vậy trong thời đó có loạn luân hay không? Đấy, những thắc mắc của các anh chị nó tập trung vào cái chuyện của ông Lót, mà quả thật là chúng ta thấy bị xúc phạm lắm. Thánh Kinh có nghĩa là sách thánh rồi mà, mà mở sách thánh ra lại đọc tin những cái chuyện vậy thì chết rồi. Đọc xong câu chuyện này lại tuyên bố là đó là lời Chúa. Có lại người lại bảo là lời Chúa dạy thế nào thì con sẽ làm y vậy thôi. Thế thì chết. Cho nên các anh chị gửi thắc mắc như thế này là rất đúng thôi. Để cho nó rõ ràng hơn. Tôi cũng không nghĩ là tôi nắm vấn đề rõ lắm đâu. Nhưng mà có dịp để đọc sách thêm rồi nghiên cứu thêm một chút thì chia sẻ với các anh chị thôi. Nếu các anh chị mở sách Sáng Thế ở chương 19, tức là nói về câu chuyện chúng ta đang thắc mắc đó, là vấn đề loạn luân của ông Lót. Chương 19 ở câu 30 cho đến câu 38. Nếu mà mở phần đó thì sẽ thấy tựa đề là gì? Nguồn gốc người Moab và người Ammon. Cho nên điều mà câu chuyện này muốn diễn tả đó là nguồn gốc. Nguồn gốc của hai dân tộc. Một dân có tên là Moab, một dân có tên là Ammon. Và câu chuyện này muốn nhấn mạnh hai điều. Điều thứ nhất đó, là giữa dân tộc Israel và hai dân tộc này, Moab và Ammon, có mối liên hệ với nhau không? Có không? Có chứ. Bởi vì ông Lót có liên hệ gì với tổ phụ Abraham? Ông là cháu. Mà tổ phụ Abraham là tổ phụ của dân Israel. Cho nên giữa dân Israel và dân Moab với Ammon đó có liên hệ với nhau. Đó là điểm thứ nhất. Nhưng điểm thứ hai, qua câu chuyện mà có vẻ loạn luân này, người ta muốn nhấn mạnh đó là dù có liên hệ với nhau như thế thì Israel này đây này chiếm ưu thế, còn dân Moab và Ammon này không bao giờ được nhìn nhận là thành viên của cộng đoàn dân riêng của Chúa. Có liên hệ nhưng mà đồng thời có sự khác biệt. Cái này để cho nó rõ nữa, chịu khó mở sách Đệ Nhị Luật ra mà coi, chương 23 câu 4.
ta sẽ gặp câu này: người Amon và người Moab không được vào đại hội của Đức Chúa, cả đến đời thứ 10 chúng cũng không được vào đại hội của Đức Chúa, và mãi mãi như vậy. Thấy không? Không được vào đại hội của Đức Chúa. Cho nên điều mà câu chuyện này muốn diễn tả nó không phải là cái vấn đề loạn luân, mà người ta muốn nói đến nguồn gốc của hai dân tộc Moab và Ammon. So sánh với dân Israel, một đàng hai dân đó có mối liên hệ với Israel. Nhưng mà một đàng khác đó thì hai dân đó không được kể là dân riêng của Chúa. Israel chiếm ưu thế. Cho nên đôi khi ta đọc Thánh Kinh nó khó là ở chỗ đấy. Rồi một thắc mắc khác nữa, sách Sáng Thế chương 9, từ câu 3 đến câu 6 thì Thiên Chúa sau lụt hồng thủy đó nói với Noe làm sao? Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các người. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Có người thắc mắc, xin giải thích dùng cái chỗ đó. Trước lụt hồng thủy đó, như ta đọc ở trong Thánh Kinh đó, thì Chúa cho con người ta ăn gì? Lúc ấy có ăn thịt không? Không có. Ăn gì? Ăn trái cây không? Bây giờ sau lụt hồng thủy thì Chúa cho ăn thịt. Thế nhưng mà kiêng máu, kiêng tiết, kiêng huyết. Bởi vì theo quan niệm thời bấy giờ, máu là nguyên ủy của sự sống. Mất máu là mất sự sống. Và vì vậy ở trong dân Do Thái, các anh chị còn nhớ cho đến thời của các thánh tông đồ, trong sách Công Vụ còn kể lại là lúc xảy ra cuộc tranh cãi, là những người ngoại bây giờ muốn xin vào đạo Kitô, họ chịu phép rửa tội, thì có một số người đòi là họ phải chịu phép cắt bì, phải không? Lúc bấy giờ vấn đề được đưa lên Jerusalem cho các tông đồ giải quyết. Và cuối cùng Thánh Phêrô đại diện giải quyết làm sao? Người ta không phải chịu phép cắt bì nữa, người ta chịu phép rửa tội thôi, nhưng mà phải giữ thêm một số điều. Trong đó có cái điều gì? Không được ăn máu, không được ăn huyết. Nếu mà muốn coi cho nó rõ đó, lấy Công Vụ chương 15 câu 29: Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng này, kiêng ăn tiết này, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Cho nên ngày nay thì ta cứ tiết canh thoải mái thôi. Nhưng mà ngày xưa đấy, tôi có ý lấy cả sách Công Vụ tông đồ để các anh chị thấy nó có cái mối liên hệ như thế nào. Nói có sách mách có chứng. Để chúng ta hiểu cái câu Thánh Kinh ở trong sách Sáng Thế nó rõ hơn. Ngoài ra, một số thắc mắc khác đại khái là thế này: Hội Thánh và Giáo Hội có phải là một? Thưa, chỉ là một thôi. Cái cách dùng từ của mỗi người khác nhau thôi. Tất cả đều là chúng ta dịch cái từ tiếng Latin, Ecclesia ở trong tiếng Latin. Cái nghĩa căn bản đó là tập hợp, là quy tụ. Khi dịch sang tiếng Việt, có người dịch là giáo hội,
Có người dịch là hội thánh, dịch là giáo hội. Theo như tôi được nghe, có một vị cắt nghĩa là muốn nhấn mạnh đến tính cộng đoàn. Còn dịch là hội thánh đó, nó có thêm từ thánh. Cái hội này là hội thánh, mà thánh ở trong thánh kinh có nghĩa là thuộc về Chúa, là đấng thánh. Hội thánh là như vậy. Cho nên hội thánh hay là giáo hội thì cũng thế thôi, chỉ là cách dịch khác nhau. Rồi có hai thắc mắc liên quan đến cái gọi là phong trào hiện xuống. Trước hết là có một lá thư dài lắm, ký tên là Lẩm Cẩm. Ký tên là Lẩm Cẩm nhưng thực sự lá thư rất đáng quý, bởi vì đưa ra những nhận định cụ thể mà sâu sắc về cái phong trào hiện xuống này, cũng như là những đóng góp ý kiến cho phía giáo hội công giáo. Và người viết có nói với tôi là chỉ muốn chia sẻ vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Xin cảm ơn những lá thư rất là dài. Và kèm theo đó thì có một anh chị khác thắc mắc là thế thì cái phong trào hiện xuống này đó có phải là tin lành không? Ê, xin thưa là khởi điểm của phong trào này thì là do một nhóm anh em tin lành. Anh chị em biết là mình người Việt Nam sống ở Mỹ đó, thì rất đông sống ở cái vùng California, phải không? Ta vẫn cứ gọi tắt là Cali. Thế thì ở vùng California này, nó có cái thành phố nổi tiếng là Los Angeles, thành phố thiên thần đấy. Các bạn trẻ mà nghe nói Hollywood thì chắc là nhận ra ngay, thì Hollywood nó nằm ở đây. Thế thì khởi điểm của cái phong trào hiện xuống đó là do một nhóm anh em tin lành ở Los Angeles này. Nhưng mà khi phong trào đó càng ngày càng phát triển mạnh ra thì họ coi như là biệt lập hoàn toàn. Chứ ngày hôm nay chính họ, họ cũng không nhận họ là tin lành. Họ biệt lập hoàn toàn. Và người viết cho tôi thắc mắc rằng nếu đã gọi là phong trào thì sớm muộn thì nó cũng tan. Thực sự đó, cái từ phong trào đó là cách dịch ở trong tiếng Việt thôi. Chứ còn nguyên ngữ tiếng Anh của người ta nó đâu có phong trào ở trong đó. Cái gốc từ Pentecost này nó có nghĩa là ngũ tuần. Cái ngày lễ ngũ tuần là ngày mà Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ. Cho nên chúng ta mới dịch thành là lễ hiện xuống. Lễ hiện xuống. Và từ đó mình dịch cái từ này là phong trào hiện xuống. Mình dịch là phong trào thôi. Chứ còn gốc từ nó không hàm cái nghĩa là phong trào. Mà y dầm ở đây đó, tiếng Việt Nam gọi là tiếp vĩ ngữ. Thì cái tiếp vĩ ngữ y dầm này, nó thường dùng để chỉ những ý thức hệ, chẳng hạn như là Marxism, chủ nghĩa Mác chẳng hạn, hay là communism, chủ nghĩa cộng sản chẳng hạn, hay là existentialism, chủ nghĩa hiện sinh chẳng hạn. Thì ý dầm đó nó nói về một ý thức hệ hơn là một phong trào à? Nhưng mà mình dịch ra tiếng Việt quen vậy thôi. Thì ngày hôm nay họ coi như là họ biệt lập khỏi tin lành, chứ không phải là họ là thành phần của tin lành. Thế bây giờ, hai điểm lớn mà tôi đề nghị các anh chị quan tâm. Thứ nhất đó là nhà tạm và hòm bia giao ước. Nhưng mà trước khi nói đến nhà tạm và hòm bia giao ước, thì trong một mạch văn liên tục, ta phải quan tâm đến cuộc thần hiện ở chương 24. Từ câu 15 mà 15b, tức là xuống dòng rồi đó, cho đến hết câu 18. Bấy giờ
mây bao phủ núi, vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ núi 6 ngày. Đến ngày thứ 7, từ giữa đám mây, người gọi ông Mô-xê. Vinh quang Đức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi, trông giống như ngọn lửa thiêu trước mắt con cái Israel. Ông Mô-xê vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông Mô-xê ở trên núi 40 ngày 40 đêm. Đọc cái đoạn này, tôi có ý mời các anh chị coi cái đoạn đó là nhắm thế này. Nó có một cái mối liên hệ với việc mà xây cất thánh điện ở chương 40 chúng ta chưa có đọc tới. Chẳng hạn như là ở trong chương 24 này này, nói đến chuyện là mây bao phủ núi Sinai và vinh quang của Đức Chúa ngự trị ở đó. Thế thì nếu mà các anh chị mở sách Xuất Hành là ở chương 40 đó, tức là chương cuối cùng của sách Xuất Hành, ta sẽ thấy câu 34 và 35 kể như thế này: đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Thấy không? Mây và vinh quang. Trong cuộc thần hiện mà Chúa hiện ra với Mô-xê ở trên núi Sinai, đó là có mây và vinh quang Đức Chúa bao phủ. Thì bây giờ cũng thế, ở lều hội ngộ, ở nhà tạm, mây và vinh quang Đức Chúa. Tác giả liên kết hai sự kiện này nhằm làm nổi bật cái ý nghĩa này này. Đó là việc thờ phượng ở trên núi Sinai phải là mẫu mực cho việc thờ phượng của dân Israel. Thế thì đối với phụng vụ công giáo chúng ta cũng vậy. Cái việc phụng vụ mà mình cử hành trong các nhà thờ mỗi một ngày, và đặc biệt là Chủ nhật đó, nó không chỉ là phụng vụ của trần gian mà là được liên kết với phụng vụ thiên quốc. Tôi nghĩ đây là điều mà chúng ta ít quan tâm. Cho nên các anh chị để ý, kinh tiền tụng bao giờ cũng kết thúc là: vì thế cùng với đạo binh các thiên thần, chúng con ca ngợi vinh quang Chúa rằng. Cùng với, không phải chỉ là phục vụ ở trần gian mà là phục vụ trên trời. Và kết thúc kinh nguyện thánh thể đó, không phải kết thúc nhưng mà phần gần cuối đó, là có cái câu là: xin cho chúng con được cùng với các ngài, tức là Đức Mẹ và các thánh đó, ca ngợi và tôn vinh Chúa. Thế cho nên khi mà ta cử hành phụng vụ thì không phải chỉ có cái nhóm người trong nhà thờ, cho dù đông cách mấy đi nữa, mà là còn liên kết với hội thánh và liên kết với cả phụng vụ thiên quốc. Ở đây là việc thờ phượng trên núi Sinai. Thế rồi bây giờ sang đến nhà tạm ở chương 25, từ câu 1 đến câu 9. Tôi xin các anh chị quan tâm câu 8 và câu 9, và chúng ta thử đọc xem sao nào. Chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng, theo như các mẫu chính ta sẽ chỉ cho ngươi. Nhà tạm và mọi đồ dùng các ngươi sẽ làm như vậy. Chúa nói rõ ràng nhé: chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng. Thế cho nên Chúa muốn ở giữa dân của Ngài, và có một cái nơi để Ngài ngự ở đấy. Cái nơi đó trong Thánh Kinh, trong sách Xuất Hành, được gọi bằng hai tên. Tên thứ nhất đó là lều hội ngộ. Ở chương 40 dùng cái từ lều hội ngộ. Còn ở chương 25 đó thì dùng cái từ là nhà tạm. Lều hội ngộ, bởi vì dân đang ở trong hành trình sa mạc mà, làm gì đã xây cất được thánh điện, xây cất được nhà thờ. Mãi cho đến thời vua David đó,
Ông mới có ước mong để xây cho Chúa một ngôi nhà, mà rồi ông cũng không có xây được. Phải đến thời con của ông ấy là Salomon thì mới xây cất được một ngôi nhà cho Chúa, thánh điện, đền thờ. Còn ở đây trong hành trình sa mạc đó là cái lều, lều hội ngộ, lều của sự gặp gỡ. Ở đấy Chúa gặp dân và dân gặp Chúa. Và cái nhà này là nhà tạm thôi. Và khi các anh chị quan tâm đến cái từ lều hội ngộ, thì khi ta đọc tin mừng Gioan mà thấy Thánh Gioan nói là lời đã làm người và cấm lều giữa chúng tôi, ta sẽ hiểu cái từ cấm lều nó hay như thế nào. Đấy, nó liên hệ đến sách Xuất Hành. Ngày xưa Chúa ở giữa dân là ở trong một cái lều. Bây giờ trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa cấm lều giữa nhân loại. Lều hội ngộ. Thế còn hòm bia thì ở trong chương 25 này mô tả hòm bia làm sao? Hòm bia là cái hòm làm bằng gỗ keo, phải không? Dài bao nhiêu này? 1 thước 2, rộng 7 tấc rưỡi, cao 7 tấc rưỡi. Và trong hòm đó thì đặt cái gì? Rõ nhất thì mở dùm tôi ở chương 31 câu 18. Chương 31 câu 18 viết thế này: sau khi phán với ông Mô-xê trên núi Sinai, Đức Chúa ban cho ông 2 tấm bia chứng ước, 2 tấm bia đá do chính tay Thiên Chúa viết. Mình gọi là hòm bia giao ước mà mình không có biết là ra làm sao. Thì đấy, bây giờ Thánh Kinh tả rõ ràng. Tức là cái hòm mà ở trong đó đặt 2 tấm bia đá mà do chính tay Thiên Chúa viết. Cho nên hòm bia giao ước trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa ở giữa dân. Và từ những chỉ dẫn ở trong sách Xuất Hành đó, bây giờ ta nhìn vào đời sống đức tin Kitô giáo của mình thì các anh chị thấy làm sao? Trước hết đó là nhà tạm ở trong các nhà thờ. Nhà thờ nào cũng có nhà tạm. Và nhà tạm phải là trung tâm, phải không? Nhà tạm là nơi thánh, là nơi Chúa ngự giữa dân Ngài, là nơi dân được gặp Chúa. Đó là điều mà chúng ta học được ở trong sách Xuất Hành. Thế bây giờ khi Chúa Giêsu đến đó, thì trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã đích thân ở giữa loài người. Ngôi lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng tôi. Thánh Gioan nói như vậy. Và Chúa Giêsu còn ở lại với chúng ta cho đến tận thế. Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tin mừng Matthew nói rất rõ. Thế thì dĩ nhiên là Chúa ở với chúng ta cho đến tận thế bằng nhiều cách. Nhưng mà cách cụ thể nhất và thuyết phục nhất là Chúa ở với chúng ta trong bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể. Cho nên nhà tạm là nơi cất giữ mình thánh Chúa. Và bao giờ bên cạnh cũng có một ngọn đèn. Ngọn đèn nhỏ để ở đó. Tôi nhớ hồi còn bé là tôi đã được các cha dạy rằng là con vào nhà thờ, con nhìn lên nhà tạm thì con thấy ngọn đèn. Có nghĩa là nhà này là nhà có chủ, có người ở, chứ không phải là chỗ không người. Hồi còn nhỏ là tôi đã được các cha dạy như vậy. Có một ngọn đèn đêm ngày cháy lao lét như thế. Nhà có chủ, nhà có người ở. Chúa ở đấy với chúng ta. Thế bây giờ mình tự hỏi là có thực sự là mình coi nhà thờ là một nơi thánh không? Hay là lúc nãy tôi nói với các anh chị đó, là chúng ta đang có cái khuynh hướng
nó dần dần mình đánh mất cái chiều kích thánh thiêng của nhà thờ. Ở châu Á này có một ông linh mục nào cũng là một nhà thần học, viết cái cuốn sách nhỏ nhỏ Thần học đi trên không. Nhưng mà khi ông ấy nói đến cái chuyện đi trên không á, là ông ấy nhắc lại cái sự kiện Mô-xê mà tất cả chúng ta đều biết rồi, ở chương 3 sách Xuất Hành. Chúa hiện ra với Mô-xê, phải không? Trong bụi gai bốc cháy. Và khi Mô-xê chạy đến gần thì nghe một tiếng phán là: hãy đứng lại và cởi dép ra, vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Thần học đi trên không. Mà quả thật khi ta nhìn ở trên các kênh truyền hình nhé, người ta chiếu những mosque của Hồi giáo, anh chị em vào đền thờ thì sao? Nó để dép ở ngoài hết, không ngồi ghế, toàn chiếu hết, quỳ sụp xuống bái lại. Cái ý thức về sự cao cả của Thiên Chúa, ý thức về sự thánh thiêng của Thiên Chúa. Thế thì dĩ nhiên là ngày hôm nay chúng ta không bắt buộc phải làm như thế, nhưng mà cũng không nên đi quá đà. Có người bảo tôi là: Chúa, tôi bây giờ vào nhà thờ mà lại để dép ở ngoài thì ra có mà đi chân không? Điều đó là có thật. Khắp mọi nơi, tôi nhớ 3 năm về trước, lúc mà bố tôi hấp hối ở trong bệnh viện, tôi vào phòng cấp cứu thì người ta không có cho đi giày đi dép vào, mà có thì là phải đi cái loại dép của người ta. Thì tôi cũng để giày ở ngoài, xong rồi tôi đi trên đất, rồi em nó phải chạy đi mua cho một đôi dép để mà về nhà. Thì đúng là nó có thật. Nhưng mà có những chuyện khác mà mình có thể biến nhà thờ thành cái chỗ nó quá tầm thường. Tôi thực lòng là không thích lắm những ngôi nhà thờ mà giáo dân không có bàn quỳ, chỉ có đứng suốt từ đầu đến cuối, đứng và ngồi. Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng khi mà chúng ta quỳ gối xuống thế này thì ta cầu nguyện dễ hơn, sốt sáng hơn. Con người mình là toàn thể mà, chứ đâu có phải chỉ có tinh thần đâu, cả thể xác chứ. Mình gặp một người quen, tại sao mình đưa tay ra mình bắt? Cái cử chỉ bắt tay là cử chỉ của thân xác, nhưng mà nó diễn tả một thái độ của tâm hồn. Đấy, có những cái chuyện nó rất là nho nhỏ, nhưng mà đây này, khi mà mình ý thức nhà tạm là nơi thánh, nhà thờ là nhà của Chúa, đôi khi mình cũng phải tự hỏi xem là mình có còn đủ ý thức về chuyện đó không. Cho nên là đi lừng lững qua nhà thờ, muốn đi ngang đi dọc thế nào cũng được, đi ngang nhà tạm cũng không cần phải cúi mình. Ngày xưa còn nhỏ thì thời đó tôi nhớ là phải bái quỳ cơ. Bây giờ bảo là theo Đông Phương của chúng ta thì chỉ có cúi thôi. Nhưng mà cúi mà cho ra cúi là cái tay này nó phải chạm đầu gối này, chứ không phải chỉ gần gặp thế này. Quỳ cho ra quỳ là cái đầu gối nó phải chạm đất. Mấy năm sống ở bên Mỹ thì tôi lại dâng lễ theo như là các linh mục Mỹ là vái quỳ, chứ không có cúi mình. Thói quen của người ta là như thế, mình sống ở đấy thì mình cũng phải theo người ta như thế. Nhưng mà đấy, tôi chỉ có ý nói với các anh chị đó là nhân mình học về nhà tạm ở trong sách Xuất Hành, suy nghĩ lại coi mình có còn đủ ý thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể trong nhà tạm. Mình có đến để gặp gỡ, để nói chuyện với Chúa ở đấy không, hay là mình coi thường? Rồi hơn nữa, mỗi khi chúng ta rước lễ thì chính lòng mình trở thành nhà tạm. Cái điều này thì lại còn ghê gớm hơn nữa. Lòng mình trở thành nhà tạm. Đã lâu lắm rồi nhưng mà tôi vẫn còn nhớ. Lần đầu tiên tôi đi sức dầu bệnh nhân cho một gia đình của miền Nam.
Trước đó tôi đã đi sức dầu trong các gia đình của các xứ miền Bắc nhiều lắm rồi, tôi không thấy. Hôm đấy đến một gia đình miền Nam lần đầu tiên, tôi thấy cái cảnh mà tôi nhớ mãi. Đó là bệnh nhân thì nằm ở đây trên giường. Đây có bàn thờ, linh mục đặt mình thánh Chúa rồi cầu nguyện với mọi người. Nhưng mà đến khi trao mình thánh Chúa cho bệnh nhân xong mà linh mục trở về bàn thờ này, thì mọi người không có hướng về bàn thờ, mà mọi người hướng về bệnh nhân đọc kinh cảm ơn. Hay quá. Bởi vì lúc bây giờ Chúa ở đâu? Chúa ở trong nhà tạm này, Chúa ở trong lòng bệnh nhân này này, chứ đâu phải Chúa trên bàn thờ. Đâu có phải hướng lên bàn thờ mà đọc kinh cảm ơn cha, cảm ơn Chúa chứ. Lần đầu tiên tôi thấy một cái thói quen từ lâu đời của họ rồi, mà mình không có gặp ở trong những giáo xứ miền Bắc. Lần đầu tiên đi sức dầu bệnh nhân ở trong một gia đình miền Nam, tôi mới thấy cái cảnh đó. Mà thực sự giúp cho mình ý thức là khi mình rước lễ thì chính lòng mình trở nên nhà tạm của Chúa. Chúa ở đây. Nếu mà các anh chị và tôi mà ý thức là mình rước lễ rồi, Chúa ở ngay trong lòng mình đây này, thì chắc là mình sống tương đối nó cũng đỡ hơn. Làm sao để mà người ta có cảm nghiệm là Chúa đang ở trong lòng mình chứ, phải không? Cảm nghiệm được cái sự thánh thiện và tình thương của Chúa chứ. Đấy là một gợi ý xin được chia sẻ. Một gợi ý khác, khi mà ta nói đến hòm bia Thiên Chúa thì tôi liên tưởng đến kinh cầu Đức Bà. Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Không biết là các bạn trẻ trong lớp này có còn thuộc kinh cầu không? Có thể là người ta đọc thì mình đọc theo được, phải không? Nhưng mà mình đọc một mình thì ở dưới nó lên trên, mà trên nó xuống dưới. Nhưng mà cái câu Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa thì chắc ai cũng biết. Truyền thống Kitô giáo vẫn nhìn Mẹ Maria là hòm bia Thiên Chúa. Sao vậy? Là bởi vì cái hòm bia ngày xưa chỉ là cái hòm mà trong đó có đặt hai bia đá Thiên Chúa viết trên đó. Còn lòng dạ của Mẹ Maria chúng ta đó thì không chỉ là bia đá, mà là Thiên Chúa là người. Cho nên thực sự là Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Đức Mẹ đáng quý trọng là dường nào. Và từ cái chỗ đó đó mà các giáo phụ ngày xưa đã từng đọc cái đoạn sách xuất hành mà các anh chị và tôi đang đọc đây này, về hòm bia này, và liên tưởng đến Đức Mẹ. Ví dụ như là các ngài nói cái hòm bia giao ước ngày xưa là cái hòm được làm bằng gỗ keo, một loại gỗ không có mối mọt nào nó đục khoét được. Thì đấy chính là hình ảnh để nói về Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Hoặc là khi đọc đến cái đoạn mà vua David đó rước hòm bia về Jerusalem, thì các ngài liên tưởng đến việc Đức Mẹ là hòm bia giao ước được Chúa rước về Jerusalem trên trời. Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tân ước không có nói rõ là Đức Mẹ lên trời cả hồn xác. Tân ước không có nói rõ là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Nhưng mà có những hình ảnh trong Thánh Kinh nói tới, liên tưởng. Nên cho nên nhân nói đến hòm bia giao ước ở đây đó, thì tôi cũng nhắc các anh chị nhớ đến hình ảnh mẹ của chúng ta, Mẹ Maria. Rồi bây giờ thêm một cái chuyện nữa cần phải quan tâm, đó là cái câu chuyện về con bê bằng vàng. Ở đây thì chắc phải đọc thôi, đọc thì mới phân tích được. Chương 32. Nhưng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến hết câu 6 thôi. Con bê bằng vàng. Dân thấy ông Mô-xê lâu quá không xuống núi,
bèn tụ họp bên ông A-ha-rôn và nói với ông: Xin ông đứng lên làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-xê này là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập. Ông A-ha-rôn nói với họ: Hãy giở các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai rồi đem đến cho tôi. Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-rôn. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Thấy vậy, ông A-ha-rôn dựng một bàn thờ trước tượng con bê rồi hô to: Mai có lễ kính Đức Chúa. Ngày hôm sau họ dậy sớm dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống rồi đứng lên bày trò vui chơi. Các anh chị để ý dùm tôi cái câu thứ nhất đó: Xin ông đứng lên làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi. Làm cho chúng tôi một vị thần. Cái thần này là do con người làm ra, thấy không? Thần là do con người làm ra. Đọc câu này là lập tức tôi nghĩ đến lời phê bình của một triết gia vô thần rất nổi tiếng. Ông ấy nói rằng không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nhưng chính con người đã dựng nên Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Ta suy nghĩ ở chỗ này ta thấy đúng thật. Ông hãy làm cho chúng tôi một vị thần đi trước chúng tôi. Thần do con người làm ra, xong là ở dưới đó. Đến lúc mà làm xong rồi đó thì dân reo lên: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Rất là bi đát. Cho nên để ý đến cái câu đó: con người tự làm ra thần thánh theo ý muốn của mình, chứ không có nhìn nhận Đấng Thiên Chúa đã làm nên họ và cứu sống họ. Tội nó nằm ở chỗ đấy. Và về phần ông A-ha-rôn đó thì ông ấy nhượng bộ theo yêu cầu của người ta một cách nó quá dễ dãi. Bằng chứng đây này, ông ấy nói với dân, ông ấy làm theo ý dân, rồi ông ấy lại còn hô lên là ngày mai có lễ kính Đức Chúa. Và nếu chúng ta chịu khó mà đọc thêm ở sách Dân Số chương 12 thì các anh chị còn thấy thêm chi tiết này nữa này. Đọc Thánh Kinh đôi khi chịu khó làm cái việc gọi là đối chiếu như vậy đó thì nó sẽ soi sáng cho chúng ta nhiều lắm. Ở chương 12 từ câu 1 cho đến câu 8 đó là cái câu chuyện về bà Miriam và ông A-ha-rôn phản đối ông Mô-xê. Bởi vì họ nói thế này này: Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được. Thế là đột nhiên Đức Chúa phán với Mô-xê, A-ha-rôn và bà Miriam: Cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Rồi sau đó Chúa nói làm sao? Hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện nhãn tiền, chứ không phải là nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ mà lại nói động đến Mô-xê tôi tớ của ta? Và nếu mà ta đọc tiếp thì sẽ thấy hình phạt đến ngay lập tức này. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. Khi mây bốc lên khỏi lều thì bà Miriam bị cùi, mốc thích như tuyết. Ông A-ha-rôn quay mình nhìn bà Miriam thì kìa, bà đã bị cùi. Nếu mà ta đối chiếu với đoạn này thì xem chừng là ông A-ha-rôn ở đây có tội cũng hơi nặng này.
Ông ấy không những là ông ấy chiều theo ý dân, mà xem ra còn muốn cùng với dân để chống đối Mô-xê. Giống như dân nói với ông ấy, xin làm cho chúng tôi vị thần để dẫn đầu chúng tôi, bởi vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-xê này muốn ruồng bỏ vị lãnh đạo, mà vị lãnh đạo này do chính Chúa đặt nền, cho nên ruồng bỏ chính Chúa. Như vậy tội có hai khía cạnh nhé. Thứ nhất đó là tự tạc cái tượng thần và biến thần đó là Chúa của mình. Và thứ hai là ruồng bỏ Mô-xê, cũng có nghĩa là ruồng bỏ chính Thiên Chúa. Thế thì ở đây tôi có hai cái ghi nhận xin các anh chị quan tâm. Khi chúng ta thấy dân Israel đã vướng vào cái tội là họ tự làm ra thần thánh cho mình, thế thì mình phải tự đặt cho mình câu hỏi, vậy làm thế nào để tôi có thể tin kính và tôn thờ Thiên Chúa đích thực, chứ không phải Thiên Chúa mà do con người làm ra? Thì câu trả lời của chúng ta là phải quy về Chúa Giêsu Kitô. Không có ai trong trần gian này có thể nói cái câu là ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Không ai có thể nói như vậy. Một mình Chúa Giêsu có thể nói ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Một mình Chúa Giêsu mới có thể nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thế cho nên đó, chính ở trong Chúa Giêsu mà chúng ta mới nhận biết Thiên Chúa đích thực và mới thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Đó là lý do tại sao mà các anh chị và tôi không phải chỉ tin suông mà mình học Thánh Kinh, mình đọc lời Chúa để mình biết Chúa Giêsu mặc khải cho mình Thiên Chúa đích thực là ai. Cái đời sống thờ phượng thực sự phải như thế nào? Đời sống đức tin thực sự phải như thế nào? Đấy là một ghi nhận. Cái ghi nhận thứ hai nó liên quan đến chuyện mà dân Israel xem ra muốn ruồng bỏ Mô-xê là vị lãnh đạo mà chính Chúa đặt lên. Thì chúng ta cũng liên tưởng đến đời sống của Hội Thánh, đặc biệt là vị lãnh đạo tối cao trong Hội Thánh là Đức Giáo Hoàng, mà khởi đầu từ Thánh Phêrô. Tuần vừa rồi hay là tuần trước, chúng ta đọc cái câu mới Chủ Nhật vừa rồi thôi, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo Thầy là ai? Rồi sau đó Chúa hỏi bảo còn các con bảo Thầy là ai? Thì Thánh Phêrô tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và trong Tin Mừng Matthew thì Chúa trả lời là Phêrô, con có phúc vì không phải bởi xác thịt hay máu huyết mà con biết được điều đó, nhưng là Cha trên trời mặc khải cho con. Rồi Chúa nói tiếp là con là đá và trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Cho nên Phêrô không phải là người về mặt tự nhiên mà chúng ta bầu bán, mà là chính Thiên Chúa đặt. Xét về mặt tự nhiên đó thì chắc không thông minh bằng Thánh Phaolô rồi. Xét về mặt tình cảm yêu Chúa tha thiết thì sợ không bằng Thánh Gioan rồi. Nhưng mà Chúa đặt. Cái nhìn của người Công giáo đối với các vị lãnh đạo trong giáo hội, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, là nhìn bằng cặp mắt đức tin, chứ không phải chỉ là cặp mắt tự nhiên. Bởi vì Đức Giáo Hoàng này thông thái quá, khôn ngoan quá. Dĩ nhiên là Chúa thường cho những vị Giáo Hoàng của chúng ta là rất khôn ngoan, thông thái. Nhưng cái nền tảng sâu xa nhất đó là nền tảng của đức tin. Các ngài là người Chúa chọn và Chúa đặt lên để hướng dẫn chúng ta. Và vì thế mình trân trọng, mình lắng nghe giáo huấn của các ngài. Cái hình ảnh mà Israel muốn ruồng bỏ Mô-xê khiến cho tôi liên tưởng đến điều này
trong đời sống của giáo hội để chia sẻ với các anh chị. Thế tuần tới nhé, chúng ta sẽ kết thúc sách Xuất Hành bằng cách là đọc từ chương 35 đến chương 40.